bỡ ngỡ, khó khăn, thách thức, thăng hoa, chiến thắng, vươn xa. Hội thi ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ 2 năm 2018 đã trở lại với màu sắc diện mạo mới. Với chủ đề đổi mới sáng tạo, kết nối tương lai, nơi thổi bùng những ý tưởng đam mê khởi nghiệp, bạn đã sẵn sàng chưa? Cuộc thi sẽ diễn ra gồm hai bảng, bảng A dành cho ý tưởng khởi nghiệp, bảng B dành cho dự án khởi nghiệp. Nội dung chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực chính: nông nghiệp, dịch vụ và khoa học công nghệ. Đối tượng là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài tỉnh có ý tưởng khởi nghiệp tại Bến Tre. Đoàn viên, thanh niên có khả năng sáng tạo ra các ý tưởng, thiết bị hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đoàn viên, thanh niên có ý tưởng dự án khởi nghiệp, dự án kinh doanh đã và đang triển khai, có nhu cầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, có ý tưởng làm mới, nâng cao chất lượng giá trị nông sản tại Bến Tre. Vòng sơ kết diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2018. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2018. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2018. Sau mỗi vòng, các thí sinh sẽ được tập huấn kiến thức về các kỹ năng quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, tìm vốn, các kỹ năng mềm bổ sung hoàn thiện các dự án, ý tưởng bởi các chuyên gia khởi nghiệp. Dự án xuất sắc nhất sẽ được ban tổ chức xem xét để đề xuất cho vay vốn phát triển dự án. Những ý tưởng tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được chọn để tham gia hành trình khởi nghiệp do tỉnh đoàn tổ chức. Các dự án ý tưởng tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được tham dự và trưng bày sản phẩm tại các ngày hội thanh niên khởi nghiệp, cùng ăn tối và giao lưu với các doanh nhân, các nhà đầu tư để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và kêu gọi vốn tại đêm gala vào ngày 13 tháng 10 năm 2018. Giải thưởng gồm có: đối với bảng A ý tưởng khởi nghiệp, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng, hai giải ba mỗi giải 5 triệu đồng, ba giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. Đối với bảng B dự án khởi nghiệp, một giải nhất trị giá 40 triệu đồng, một giải nhì trị giá 30 triệu đồng, một giải ba trị giá 20 triệu đồng, ba giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đăng ký tham gia cuộc thi ngay từ hôm nay.